Chào anh em, video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một công cụ phân tích từ khóa miễn phí tên là phân tích từ khóa Keyword Planner. Thì ưu điểm của nó là nó miễn phí. Tắt cái này ra. Thì cái đường link để cài cái add-on này vào trên Chrome mình sẽ để bên dưới video. Nó có tên là phân tích từ khóa. Khi anh em cài vào nó sẽ hiện ở đây ha. Thì khi mà cài vào rồi á thì anh em chỉ việc lên Google và tìm kiếm thôi. Ví dụ bây giờ mình sẽ tìm kiếm từ khóa làm affiliate nha. Này sẽ đầu chút nó sẽ loát đây ha. Tự nhiên em thấy nè, gợi ý từ Keyword Planner hoặc là gợi ý từ khóa liên quan từ Google. Bên cạnh đó là sẽ là cuộc tìm kiếm hàng tháng. Ví dụ từ khóa này là 70 lượt tìm kiếm. Và đây là cái độ khó ha. Với màu xanh lá cây là cái độ khó rất dễ làm. Cái màu tím tím này thì độ khó nó sẽ khó hơn một chút. Và bây giờ ví dụ mình tìm từ khóa đây iPhone 11 Pro đi, thì anh sẽ thấy ha, cái được cạnh tranh nó màu đỏ nghĩa là những cái từ khóa là rất là khó làm, siêu làm, siêu khó làm ha. Lượng tìm kiếm của nó thì rất là cao. Ngoài ra thì khi anh em bấm vào xem tất cả nè thì nó sẽ nhảy qua cái trang keywordplanner.vn luôn và anh em xem được cụ thể hơn. Trước đó thì anh em đăng nhập vào ha, đăng nhập bằng tài khoản Google thôi, Gmail. Thì anh em sẽ thấy được phân tích rất là kỹ, như là trong 30 ngày. À cái này nó sẽ dự đoán ha. Dự đoán trong 30 ngày tới sẽ có khoảng gần 300 ngàn lượt tìm kiếm. Trong đó trên điện thoại nè, cái lượt tìm kiếm rất là lớn trên điện thoại ha. Đây là dành cho những ai chạy quảng cáo. Đây thì anh em sẽ xem được là trong những cái tháng gần đây nhất, ví dụ như tháng 2 năm 2020 nè, thì có 1 triệu lượt tìm kiếm ở trên điện thoại và 1,2 triệu lượt tìm kiếm ở trên máy tính. Lượng tìm kiếm rất lớn. Đây là cái giai đoạn mà iPhone 11 Pro mới ra ha. Kéo xuống tiếp thì nó sẽ có là những cái từ khóa gồm có là tất cả từ khóa chính, đó là những từ khóa liên quan tới iPhone 11 Pro. Nó sẽ đề xuất cho mình. Ngoài ra nó sẽ đề xuất những cái domain ở đây luôn. Từ khóa liên quan. Thì những cái này thì anh em phải nâng cấp. Ở đây mình xài mà miễn phí thôi. Và những từ khóa mở rộng. Anh em cũng có thể search ở trên tìm ở trên YouTube ha. Thì nó sẽ load lâu hơn một chút. Nhưng mà nói chung đây là cái từ khóa, đây là cái công cụ miễn phí, anh em xài như vậy được rồi. Nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ không tốn phí như là Keyword Tool.io. Và đây là sản phẩm của người Việt mình làm nó luôn, khá là hay. Ngoài ra thì đây như anh em bấm add-on này còn rất là nhiều công cụ, như là ở đây anh em có thể tự trải nghiệm. Với mình thì cái phân tích từ khóa là một cái hay. Ngoài ra thì những cái này anh em tự tìm tìm hiểu thêm. Ok.